như là S-Drill thì bạn sẽ có thể cố gắng kiểm soát ở phần sông dưới, đi chung với nhau nhiều, và bên cạnh đó tạo ra được một cái thế cánh đẩy tốt để cho Gwen có thể di chuyển cũng như là có được một lượng năm. SNK có vẻ như có thể trả đam một cách cân bằng hơn với bên phía của Luna rồi. Chính xác, nhưng trong thời điểm hiện tại thì SNK không có hồ máu nữa. Inya đã có mặt tới bật tung cho mình chưa có bị dính bóng của Tốc Biến đi như anh ta đã bị dụ chân người trời. SNK là người bị đơn độc trong pha vừa rồi và anh ta đã nằm xuống. Đó là chiến công đầu dành cho Du. Khi mà Inya anh ta đã không nhìn thấy những người đồng đội của anh ta đã ba lớp rồi. Vẫn đang hơi khó khăn cho đường trên của MC, nhưng bây giờ người mở trước lôi thẳng vào. Acrobat bị giữ chân ngược lại, Acrobat lui về, Acrobat mất đi cho mình lượng máu rất nhiều, nhưng wow, có siêu chuyển thế đến từ Zero. Zero vẫn sẽ có thể sống sót được và wow, Acrobat vẫn còn sống, gọi thêm Du tới. Du chắc chắn sẽ phải nằm xuống. Đó là 3 điểm hạ gục, chính xác là double kill dành cho con Kha'Zix của Du. Và một tình huống phản gan dàn mất chiêu cuối, và liệu có ép giao tranh đến từ bên phía KT Snowy ở cánh giữa hay không. Đầy tốc biến lên, bắt được một người và nó sống sát thường. Luna có được cho mình điểm hạ gục quá nhanh, đó là những gì mà bên phía KT họ tạo ra. Cánh thì bên phía của KT Rosewai vẫn luôn tìm được hướng thắng. SMK sẽ gặp nguy hiểm trong pha thi đấu này, đang bị cắt đến từ bên phía của Ratel, và Đô đang cố gắng tàng hình đi sát vào SMK, đã mất cho mình hồ máu. Tốc biến qua phía bên kia, tốc biến đuổi theo, đó là Đô. Đô hạ gục thành công thêm một lần nữa người chơi đường giữa của đối phương. Dù tốc biến được trở lại nhưng đây vẫn là một pha có lời cho KT. Họ đang muốn ép tiếp tục là một trận đấu giao tranh nữa ở khu vực đường giữa. Đô đang tìm góc vào, ta cấp độ 13. Inyan cũng đang tương tự là như vậy, nhưng sát thương đã từ con Kha'Zix là vẫn chất lượng hơn rất nhiều. Rato có một góc thoải mái để lấy đi trụ ở nửa dưới. Wow, một cú cào, Inyan mất đi cho mình chiêu cuối, anh ta mất nửa máu, anh ta sẽ phải về nhà để có thể hồi phục ra. Và như vậy rằng tôi nghĩ sẽ có hai cửa dành cho KT ở trong pha thi đấu này, và họ đã làm quá tốt với những gì chúng ta đã có. Lính vẫn đang còn, lính có xe, Rato. Cái này mà thôi, Luna bị băng, anh ta mất đi cho mình nửa máu, nhưng phần còn lại thì sao? Tràn lên đến từ KT, của sai được trả ra, quả cắt mất rất nhiều máu. Rato đã tới, Du cũng đã tới, và Du đã nằm xuống. Phần còn lại thì sao? Bấm đồng hồ đến từ Du, chờ Inya tới. Inya bật chiêu cuối, Inya có được cho mình mạng, nhưng đó vẫn sẽ là trụ. Inya tiếp tục bổ 2 trúng, bổ 3 không trúng. Bấm đồng hồ câu giờ, Agrod có khoảng trống, bắn từ phía ngoài, Inya đang cố gắng bỏ chạy, SMK đã tới, có vương miện suy vong, anh ta cố gắng làm được một người, Luna đã nằm xuống, anh ta lặn hồ máu, anh ta có double kill, và anh ta có triple kill đến từ SMK, và phần còn lại ở cánh dưới thì sao, Reto đang cố gắng cắt, nhưng chắc chắn rồi, anh ta không thể về được nữa rồi, Reto bắt buộc phải tiến lên, anh ta buộc phải chơi tới, anh ta có nội tại, anh ta chặt được đó là SMK, phần còn lại thì sao, Luna cũng đã phải nằm xuống, double kill cho Reto, hồi luôn cho mình đó là đó là hồi chiêu cuối, Reto có double kill, Reto bổ 2, à không, Reto R2, Reto R không trúng rồi, Inya đang tiếp tục bổ, Inya đã bổ được thành công, đó là Reto nằm xuống, như vậy tìm góc, Du vẫn đang bắn từ phía ngoài, chính là đó là vị trí của Du, và Reto thì vẫn đang có một góc lòn, SMK đi thẳng vào, anh ta biết con Gwen này đang ở đâu, và họ đang đánh tràn lên, Gwen bật cho mình chiêu cuối, Reto vẫn đang cố gắng quậy, anh ta có xe chỉ luồng kim, dùng luôn cho mình chiêu cuối đến từ Zero, nhưng nó không giữ chân được ai cả, vẫn ở dưới thì sao, Inya có chiêu cuối, bắt đầu bổ, Luna đã nằm xuống. Du bắn từ phía ngoài, sát thương vẫn đang là chưa nhiều cho lắm, anh ta mất máu nhiều hơn nữa, và ta đã nằm xuống. Ta sẽ tự nhiên điểm đến từ vị trí của Du, và con rồng nó được dành cho vị trí Inya, và đội hình của OMG họ đang tràn lên, từng người đến từ KT đã nằm xuống. Acrobat là nhận thứ hai, và Du cũng như là Reto không làm được gì nhiều cả. Inya đã nằm, triple kill dành cho Du rồi, và chỉ còn cho mình đó là Zero mà thôi. Zero sẽ làm được gì đây? À không, đó là SMK mất nửa cây. Một pha Luna muốn ảo thuật vào vị trí của Wildcat. À không, chính xác hơn đó vị trí hùa, cho Ratel đã cất hại ở khu vực đường trên, đang gọi người đồng đội của mình đến, đó là Đô đến rồi. Tối hậu thư được nhắm vào đầu của Ratel, bây giờ mới là siêu giải được lắp xuống, và vẫn còn có khả năng bật lực giao tranh. Okay, Đô đang áp đồng và mất cho mình, đó là cái đồng hồ ngưng động, đó là Inyan, và Đô cũng đã mất cho mình giáp hồi sinh. Luna đang cố gắng hạ gục Inyan với cú thiêu đốt, Luna vẫn đang cố gắng co cay, Luna một mình lùa 4 thành viên biên về đối phương, và hạ gục thành công được Yu. Yu vẫn đang giữ vị trí là quá tệ, đội hình KT Roster White vẫn đang giữ thế với 4 người đang bánh bảo bọc cho nhau. Ratel có một tiếng bọc đầu là quá hay, anh ta đang lùa tất cả thành viên bên phía của OMG. OMG giữ một đội hình là không thể giao tranh được với xạ thủ của họ nếu như đứng như vậy. Kết thúc ván đấu luôn đến từ vị trí của KT khi mà nạn nhân Inya, à không, đó là Luna đã nằm xuống. Inya tiếp tục bổ nhưng Inya đã phải nằm xuống rồi. Anh ta không làm gì được thêm cả khi đây là 1-0 cho KT. Với một đội hình mà giao tranh quá khủng khiếp. Một người chơi rất chăm di chuyển khi mà anh ta có được một cái thế lính đủ tốt ở khu vực đường dưới. Và chắc chắn là sẽ tạo được cho Acrobat một cái thế dễ chơi hơn với cái sải tay dài của một con Ash đem lại. Thì dành cho bên phía của KT Roster Wild. Qua đó thì nếu như với cái vòng rừng này của Lee Sin, sau khi anh ta có được cái bãi rừng bùa đỏ, anh ta có thể hoàn toàn có thể bỏ qua bãi người đá để ganh xuống đường dưới. Nhưng đường giữa đang là một tình huống solo cấp độ 1 đến từ Luna và SMK. SMK lỗ máu hơn với cú tốc biến. Luna tốc biến solo kill thành công. Trong đấu mà ao trình hoàn toàn đến từ bên phía người chơi đường giữa. Luna tiếp tục cân hai tại đây, anh ta còn gì có, anh ta mất tốc biến ở trong tình huống trước đó rồi. Đang gọi Zero đến, Zero có tốc biến. Tốc biến đấm thành công, khiêu khích được hai người. Và hai mạng hạ gục dành cho bên phía của KT Roster Wild. Hua Hua có lẽ sẽ chạy được. Không có phiêu ra một chút nào cả.
Nhưng ngược trở lại thì Injan và Huhu họ đang ăn sứ giả trên tầm nhìn của đối phương. Rồng đã được dành cho Du, họ biết điều đó. Injan lao thẳng vào, anh ta đang kiểm soát được con sứ giả này. Reto đi ngang qua tầm nhìn, Rồng chính xác sứ giả vẫn còn, đó là 4.000 máu nữa. Acrobat bắn từ phía ngoài, thanh thường vẫn đang chưa có. Zero lao vào cố gắng giữ chân được, nhưng Huhu là người bị khiêu khích lại. Du đã tới, Du bắt đầu vào. Zero cũng đang tương tự lên như vậy, nhưng sứ giả nó được dành cho Injan và đội hình đến từ KT họ đang muốn đánh tới. Nhưng Acrobat thì sao đây? Acrobat bắn từ phía ngoài, Wildcat có được cho mình điểm vào cục này. Acrobat đã gục ngã, Wildcat tiếp tục bộ, anh ta tiếp tục chém, anh ta đã có được cho mình điểm hạ gục này và chắc chắn là Zero sẽ là nạn nhân tiếp theo khi mà xung quanh đối phương không còn ai cả. Nhưng tôi mất điểm 4 mạng hạ gục trong tình huống vừa rồi cũng sẽ là một những lỗ thế cực kỳ lớn để họ không thể tiếp tục lăn cầu tuyết. Một pha đại băng tiến lên khu vực đứng trên để cứu Ratel, nhưng Ratel đang bị tấn công bởi 3 người. Đây sẽ là một nhịp lấy trụ full stack dành cho bên phía của ông. Người chơi hỗ trợ chúng ta đang cố gắng đấm nhau. Zero là người bị hất văng về, SMK đang cố gắng dí vào vị trí của Luna. Zero cũng chỉ đơn giản là bay về với chiêu cuối và tạo ra lượng giáp dành cho xạ thủ của mình. Luna thậm chí còn rất đánh đá quay ngược trở lại, cố gắng combo, nhưng lượng sát thương của Cassadin ở thời điểm này có lẽ là hơi khó. Nộ Long cướp chúng rất nhiều người, mặc dù bị kiệt sức. Và 15 tiến thẳng lên, anh ta bắn gục được hai thành viên bên phía đối phương. Cánh, khi mà các thành viên của OMG vẫn đang có quá nhiều tài nguyên để né đi. Nhưng cuối cùng sức ép đến từ cả Đô và Luna cũng đã có hiệu quả. Họ lấy được một trụ của đối phương. Wildcat đang làm gì thế này? Đang định lao lên để tấn công Luna với lượng máu kiểu như vậy. Luna sẵn sàng ở lại trong pha thi đấu này được vì anh ta đã đổi mạng thành công với đối phương rồi. Thậm chí anh ta còn muốn trả sát thương với Injan. Đam là rất to, Injan mất nửa cây. Injan sóng ngầm chính xác và đu theo. Injan gỡ lại một điểm hạ gục, dắt đội hình của OMG tràn sang phần rừng của đối phương và cố gắng chiếm lại phần bản đồ. Đường trên có 2-2, nhưng đại băng tiến đến hơi đáng tiếc, nó không chính xác vào 15. Và Zero là người phải bỏ lại Đô ở lại trong tình huống vừa rồi. Nhưng Hua đến nói là không, Zero sẽ phải đi theo vị trí của Đô và đội hình. Người ta đang biến đi bỏ chạy đến từ vị trí của Hua. Nhưng Luna thì sao? Wow. Luna có điểm vào cục này. Wildcat đã nằm xuống. Nhưng phần còn lại thì sao? Injan và Fitin đã tới. Luna cố gắng dọn lên. Luna sẽ phải nằm xuống, đó là điều tất nhiên rồi. Injan là người có được cho mình điểm vào cục này. Nhưng hiện tại vẫn lính này, SMK thì sao? Một lần nữa ta bị truy đuổi, ta bị bắt lẻ. Đầu con tiễn bắn ra nó không trúng vào ai cả. SMK vẫn đang cố gắng bỏ chạy, ta lần hồi máu xuống, ta cố gắng gọi đồng đội tới Injan và Hua đã tới rồi. Phần còn lại thì sao? SMK đã nằm, nhưng phần còn lại có Lucio nó xung nhận thấy giữ chân ngược lại đến từ Zero. 15 đã tới, anh ta đi vào một góc rất thông minh, anh ta có chiêu cuối, anh ta bật thân, anh ta sẵn sàng bắn vào người đang bị làm mềm. Hai. Đó là vị trí SJ, con dây này bốc hơi quá nhanh và Du anh ta không thể làm được gì cả. Cái này là Injan đã tới, anh ta cũng dùng chiêu cuối và Hua Hua đi một góc lòn. Wildcat cũng đã có mặt ở đây, hất tung giữ chân quá đẹp với con đồ long cước của bên phía Tolisin này. Và dây của Du đã nằm xuống, Zero bị dính sau bơm. Zero lao thẳng vào, đó là Injan lao thẳng vào như là đã kịp rút ra được. Luna vẫn đang cố gắng làm một cái gì đó, nhưng Luna bấm đồng hồ để có thể cố gắng câu giờ. 15 đã tới, dịch chuyển ra đến từ vị trí của Rato. Nhưng Rato làm gì được đây? Rato cố gắng làm choáng, nhưng Rato không làm gì được cả. Wildcat tiếp cận, Wildcat băng trụ, Wildcat hại của vừa Zero và sau cùng đó là quét sạch không chính thức. Khi mà cả bốn người bên phía của KT đã phải nằm lại và một màn thăng hoa nữa của 15 nó đã giúp cho OMG họ có được cái nhà lính này. Và chúng ta sẽ có ván đấu thứ 3 ở trong ngày mở màn tuần thứ 4. Rồi và cuối cùng thì OMG cũng đã quên mất, đây vẫn sẽ là thi chấp thành Zaun dành cho 15 ở trong ván đấu này, để cho anh ta tiếp tục có thể tỏa sáng được ở trong ván đấu bản lề của mình ở trong ngày đấu hôm nay. Và cái điều quan trọng là sẽ có thể thoải mái trao đổi, vì đây là những gì mà con Fiora cấp đầu, cấp độ đầu tiên cần phải làm được. Liên tục là những cú đâm kiếm ngược trở lại và các liên tục làm mềm đi, đó là Reto, nhưng có thể được đẩy vào và các sẽ phải nằm xuống. Đó là chiến công đầu dành cho Reto. Tạo được Injan đang có khoảng trống, nhưng gọi thêm cho mình Wildcat tới nữa. Zero cũng đang có mặt ở đây. Đây là một heo tranh, đó là 4-4, nhưng hiện tại Wildcat không thể vào được. Wildcat bấm đi cho mình, đó là chiêu cuối. Wow. Hiện tại ta chưa có mục tiêu của mình. Tu có cho mình chiêu cuối là tương đối đẹp. Wow. Android bắn từ phía ngoài vị trí của Riven, anh ta là người có được điểm cùng vừa rồi. Android có được cho mình thêm một mạng nữa. Dư dạ nó được dành cho bên phía của OMG. Và bây giờ đây kiếm tin tới bật chiêu cuối lên, bắt đầu bắn. Như anh ta bắn được vào ai đây? Anh ta đang bắn vào Android, nhưng anh ta không bắn được vào ai cả. Sát thương hiện tại của anh ta là cực kỳ hạn chế khi mà Reto là người dứt được thành công rồi. Tại đó là Zero, Injan lao thẳng vào, Injan có chừng phạt, dê gọi ra, dê được dành. Ui. À không, con rồng đó được dành cho vị trí của bên phía OMG và đội hình bên phía KT đang chèn lên. KT đã tới, Rato cũng đã tới, Wildcat thì sao đây, anh ta tốc biến đi ngược trở lại, 15 cũng đã phải bỏ màn lại đây, mất đi cho mình đó. Tỷ lệ của một Riven đang quá xanh thì chỉ có thể gọi hai người. Và chỉ cần khi thời điểm có hai người lộ mặt ở đường dưới thì bên phía KT Roster sẽ ngay lập tức tấn công vào con Baron này. Nhưng họ tiếp tục chỉ là một nhịp nhấp nhả mà thôi, đang cố gắng dồn sát thương vào vị trí của 15. 15 lên bảng đêm số, Acrobat là người có điểm hạ gục Injan phía bên kia, hạ gục Đô. Hua Hua đang phải bỏ chạy, Ratel vô theo, rất nhiều sự cơ động tại đây. Injan sẽ khó về được rồi, tốc biến bỏ chạy. Liệu tia truy kích là không chính xác. Injan còn cho mình một lần hộ thể, anh ta còn có thể đu vào những con sói hay không đây? Đang có SMK ở phía sau hỗ trợ, đu vào được con sói và câu kéo được thêm một chút thời gian.
Inyan vẫn có thể về một cách an toàn, thậm chí là lấy thêm trụ đường giữa dành cho bên phía của OMG. Dành cho đội hình KT Roster, nhưng trước mắt thì họ vẫn đang muốn thử, họ đang muốn thử đam, họ đang mời Inyan Mahu bắt đầu vào với chưa đây, họ đã bắt đầu có những thông tin rồi. Thông âm chính xác, Rato đứng trước, họ quyết định bóc đi vì ngay và hiện tại Baro chắc chắn nó sẽ được dành cho KT Roster hay thôi đây. Du vẫn đang đánh tràn lên và chắc chắn là tất cả mọi thứ OMG họ có đều gần như là tan vỡ. Thiên Tinh bật chiêu cũ lên bắn, nhưng ta bắn vào ngay tuyến trước, không có sát thương thì làm sao bạn có thể làm được cái gì đây. Double kill dành cho Du, và thậm chí bây giờ người tôi đã chờ cuộc đụng độ của Hàn Trung một cách cân bằng và nó nghẹt thở, đánh nhiều dấu ấn về khả năng kiểm soát nó như thế này rồi. Hello. Và cuối cùng thì ngày này cũng đã tới. KT Roster đang muốn end game ở trong tình huống này, họ có 3 thành viên. Sốt hồn ra, đôi đã cố gắng chém nhà, Rateo đã cố gắng chém nhà, và 2-1 dành cho KT Roster.